cái sạc pin đi. Mẹ sạc trong mẹ để chỗ máy bay sạc trong bao lâu? Hả? Dùng bằng thẻ. Em quay hết 2 phút chưa? Mẹ bảo là tháo hết thẻ ra là nó không đầy được dung lượng ạ. Xem 2 phút chưa? Còn em lấy lại cái thẻ kia. Nhưng mà em trả lời không bà được. Vào được. Mà đấy có ốp này. Ở trong này hết. Mua thêm ốp vào. Ừ. Ốp mẹ đi kẹp vào điện đấy. Vì anh em thử mở điện thoại xem là có cái chỗ để đựng thẻ không? Có. Hai sim gì thế này. Muốn đựng thẻ Samsung nhiều thẻ ra. Cái điện thoại kia là điện thoại gì? Điện thoại nào? Của em mới. Của em á? Của mẹ này, từ này mới. Mới điện thoại này, điện thoại xịn luôn đấy. Ui, mỗi chỗ một cái. Em làm về em thì sắp xếp về đó. Ui, điện thoại này mượt nhỉ. Ui, nhìn này, anh là mẹ. Ê, nhìn này, anh ấy nhìn này. Vẽ kinh nhỉ. Ui, mỗi chỗ một góc này. Tạo nhiều thơ mục quá. Ừ. Không biết dùng đấy. Cái này cả rồi cái kia nó cũng thế. Anh mỗi lần dùng cái này nước à? Ừ. Không phải, đây là em nước vào trong. Đây bảo cái này là màn hình chờ thôi. Không, biết rồi nhưng mà em muốn thu gọn nó vào đấy xong rồi. Mẹ hai màn hình thì không quan trọng đâu. Đi vào đi.